Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh mà chúng ta vừa xem là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ gỗ và đá tự nhiên, từ những nguyên vật liệu thô sơ thì dưới bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân, cộng với cách làm thủ công truyền thống kết hợp với những nét mới trong công nghệ thì đã góp phần tạo nên những sản phẩm độc đáo. Và trong series những chương trình giới thiệu về một số làng nghề cũng như là một số sản phẩm mỹ nghệ Việt Nam thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét mới trong quá trình chế tác những sản phẩm từ gỗ và đá tự nhiên. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về quá trình phát triển của nghề điêu khắc đá ở Việt Nam. Tiếp đến sẽ là những thông tin thú vị về quy trình tạo ra các sản phẩm từ đá tự nhiên. Phần cuối của chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nghệ thuật điêu khắc gỗ và xu hướng sử dụng các sản phẩm từ gỗ và đá trong đồ nội thất hiện đại. Có thể nói nguồn tài nguyên đá Việt Nam là rất lớn, đã đa dạng về chủng loại, với độ cứng cũng như là màu sắc khác nhau. Từ những nguyên liệu thô sơ qua những công đoạn chế tác thì những sản phẩm đá mỹ nghệ như thế này đã đến với tay người tiêu dùng. Nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm đá điêu khắc mỹ nghệ là đá cao lanh. Đây là một loại đá màu trắng, bở và chịu lửa. Trong công nghiệp, cao lanh được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như sản xuất đồ gốm sứ, vật liệu chịu lửa, vật liệu mài hay xi măng trắng v.v. Với tính chất đá mềm nên người thợ có thể điêu khắc, đục, trổ nhiều chi tiết hoa văn tinh tế, tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có giá trị. Thưa quý vị và các bạn, để có những sản phẩm như thế này thì khâu đầu tiên chính là khâu thiết kế. Và các nhà tạo mẫu đã sử dụng những phần mềm chuyên dụng để có thể tạo ra các mẫu mã sản phẩm. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Công đoạn đầu tiên là thiết kế mẫu sản phẩm. Người họa sĩ sẽ vẽ phác thảo kiểu dáng sản phẩm trên giấy. Công việc này đòi hỏi người họa sĩ phải phát huy tính sáng tạo, bởi bên cạnh những mẫu mã được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng của khách, thì các cơ sở cũng cần đưa ra những mẫu mã sản phẩm của riêng mình. Điều này khẳng định tay nghề và mặt hàng độc quyền của mỗi cơ sở. Với sự hỗ trợ của các phần mềm chỉnh sửa như Photoshop và một số phần mềm khác trong lĩnh vực thiết kế, không những đã rút ngắn lại thời gian tạo mẫu, mà còn dễ dàng chỉnh sửa chi tiết và mẫu mã cho phù hợp với từng loại chất liệu khác nhau. Với sản phẩm mỹ nghệ làm từ đá cao lanh như thế này, sau khi được cắt, xẻ thành những tấm nhỏ với kích thước phù hợp yêu cầu của sản phẩm, người thợ chế tác sẽ chọn lọc những tấm đá có độ mịn, không bị sạn để ghép từng khối với nhau, tạo thành phôi rồi chuyển qua công đoạn điêu khắc. Dụng cụ sử dụng ở công đoạn này cũng rất đơn giản. Chỉ với đục và dao trổ, bởi đá cao lanh có đặc tính là mềm, bở nên dễ dàng bào, cắt tỉa, chạm khắc những chi tiết cầu kỳ tinh xảo. Bởi vậy, người ta có thể tạo ra những cảnh thiên nhiên hay những hình khối phức tạp. Vì vậy, ngay từ những công đoạn đầu tiên này, các chi tiết đã thật sống động với những hình điêu khắc nổi bật, tạo nên sự độc đáo của sản phẩm đá mỹ nghệ. Trong quá trình sản xuất những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng đá như thế này thì chúng ta sẽ phải trải qua những công đoạn như thế nào? Bắt đầu mang đá về là xẻ đá theo khuôn khổ của mặt hàng. Nếu mà mặt hàng như hộp này mà cần phải ghép thì mình xẻ từng miếng ra mình ghép vào. Thế thì còn có những mặt hàng mà nếu mà làm khối thì ví dụ như tượng này thì tượng lớn thì khách hàng đặt tượng lớn thì mình cho làm khối lớn, tượng nhỏ thì khối nhỏ để đưa cho nghệ nhân thợ tạc. Trong cái thợ tạc đấy thì có những thợ thì tạc điêu khắc được tượng, tượng thì là làm nguyên khối thì là làm tượng. Thế còn thợ mà chuyên môn điêu khắc về hộp thì này thì là mình ghép mảnh ra thì mình làm theo hộp theo ý của khách đặt lớn nhỏ. Thì có những thợ thì chuyên môn là điêu khắc được những cái sản phẩm như con hạc là chống đồng của đề tài Việt Nam.
Sau khi đã điêu khắc xong, sản phẩm phải có được đúng hình dáng theo mẫu thiết kế, từ chi tiết nhỏ nhất. Lúc này, chuyển sang công đoạn mài đánh giấy ráp cho bề mặt đá được láng mịn. Bởi với sự thô ráp của chất liệu đá sẽ làm cho bề mặt sản phẩm không ăn màu khi chuyển qua các công đoạn hoàn thiện tiếp theo. Một đặc điểm quan trọng của sản phẩm điêu khắc đá mỹ nghệ này đó là gam màu giả cổ, vàng nâu nhạt. Đây được coi như bí quyết riêng của mỗi cơ sở vì pha màu đậm quá sản phẩm sẽ tối màu không có độ bóng, nếu màu nhạt quá sản phẩm sẽ mất đi sự cổ kính. Bởi vậy, mỗi cơ sở chỉ có từ 1 đến 2 người nắm được công thức pha màu. Việc nhuộm màu cũng cần thao tác nhanh và chính xác. Với đặc tính của đá cao lanh là bở nên ngấm màu rất nhanh. Yêu cầu của sản phẩm đá giả cổ là sau công đoạn nhuộm, màu đá của các sản phẩm sẽ phải đều, màu đủ ngấm vào sản phẩm, tránh bay màu trong quá trình sử dụng. Vâng, những sản phẩm nguyên khối và sản phẩm ghép mảnh thì sẽ có những đặc điểm gì khác nhau ạ? Mình cũng chia ra từng nhóm để làm cái này. Ví dụ như là làm tượng mà nguyên khối như này thì lại có những người mà chuyên môn làm tượng, chỉ có làm tượng thôi. Mà làm nguyên khối thì mình cưa đá ra theo ý của khách đặt. Thế còn cái nhóm thì làm hoa lá như này thì chuyên môn làm hoa lá. Thế còn như cái nhóm mà làm chuyên về chống đồng như thế này, chuyên làm những đề tài con hạc như này, lên đá như thế này. Để có được một sản phẩm đá mỹ nghệ hoàn chỉnh như thế này, cần phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ khác nhau. Sản phẩm sau khi nhuộm có màu giả cổ đạt yêu cầu sẽ chuyển sang phần trang trí làm nổi bật các chi tiết và hoa văn điêu khắc. Một số mẫu mã như tượng có thể để nguyên một màu giả cổ, nhưng cũng có những sản phẩm được vẽ thêm những đường nét, chi tiết để sản phẩm trông sắc nét hơn. Yêu cầu của phần vẽ chi tiết này được coi như thổi hồn cho sản phẩm. Người thợ giống như những người họa sĩ, tô màu cho bức tranh của mình vậy. Màu được sử dụng để vẽ lên đá là màu chuyên dụng, với gam màu chủ đạo là màu cơ bản không pha chế để tránh bay màu theo thời gian. Với đặc tính đá mềm nên việc tạo hình sản phẩm cũng phong phú đa dạng, từ hộp đựng trang sức, lọ hoa, các bức tượng đến những đồ lưu niệm khác. Qua công đoạn vẽ trang trí, sản phẩm sẽ tươi mới hơn, sống động hơn. Khâu hoàn thiện cuối cùng là khâu đánh bóng. Sản phẩm sau khi vẽ sẽ được phủ lên bề mặt một lớp xi. Qua máy phớt, bề mặt đá sẽ bóng hơn, giúp màu ngấm vào đá, lâu phai. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì xu hướng trang trí nội thất sử dụng những đồ mỹ nghệ từ gỗ và đá đang dần được ưa chuộng. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng xem một số các sản phẩm hiện đang có mặt trên thị trường. Mỗi một sản phẩm điêu khắc đá là một tác phẩm nghệ thuật. Nó được kết tinh từ những yếu tố kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Sản phẩm đá nghệ thuật có nhiều mẫu mã khác nhau, từ những bình lọ trang trí thêm cho không gian gia đình đến những đồ lưu niệm nhỏ nhắn có thể đồng hành cùng bạn trong những chuyến công tác xa để tặng bạn bè trong nước và quốc tế.